Chào các em, thầy tiếp tục giải nít nữa của khối lớp 8, vòng số 4. Hy vọng là gặp những câu khó hơn nữa. Kênh này thì phục vụ cho những em muốn học thôi nha. Còn những em không muốn học thì xin mời các em đi chỗ khác, chứ mình đừng có lên đây phát biểu lung tung ha. Rồi. Rồi bài thứ nhất, căn 81 là 9, 9 chia 9 được 1. Rồi 64 chia 4 là được 16. Căn 16 là 4, vậy là 5. Cái bài tiếp theo. Các em phải học thuộc một cái hàng đẳng thức đối với học sinh giỏi khối 8. Ngoài chương trình sách giáo khoa, các em nên thuộc thêm cái hàng đẳng thức này: A cộng B cộng C tất cả bình thì bằng A bình cộng B bình cộng C bình cộng 2AB cộng 2 lần BC và cộng cho 2 lần CA. Hàng đẳng thức này sử dụng thoải mái luôn các em nhé. Rồi, bây giờ theo đề. Theo đề thì thầy có gì? A cộng B cộng C tất cả bình thì bằng 13 bình. Theo đề thầy suy ra điều này nha. A cộng B cộng C bằng 13 thì A cộng B cộng C bình đơn bằng 13 bình thôi. Mà A cộng B cộng C tất cả bình thì bằng cái này. 13 bình bằng 69 ha. Rồi cái hàng đẳng thức này thầy xóa nha, các em ráng mà thuộc đó. Rồi hai này thầy đặt tự chung luôn đi. Đó. Rồi từ đây các em sẽ suy ra là AB cộng BC cộng CA thì sẽ bằng 169 trừ đi cái tổng này rồi chia cho 2. Mà tổng nó đề cho là rất em 169 trừ cho 85 chia đôi. Rồi cái ứng máy coi, 169 trừ 85 tất cả chia đôi là được 42 nha. 42. Hiểu nổi không các em? Tôi tới tôi lui sẽ hiểu thôi. Rồi giá trị nhỏ nhất của cái này là ở nít trước thầy có làm rồi, mà thầy cũng nhớ nữa, cũng dám ứng liền. Làm lại đi bằng máy tính. Rồi giá trị nhỏ nhất của nó là 3/4, tức là 0.75 thôi. Bên này các em bấm máy luôn cho rồi mệt. 45 bình cộng 40 bình trừ 15 bình cộng 80 nhân cho 45, 7.000 nha. Ở bài này thì giải cho nít trước rồi nha, thầy không nói nhiều nữa mệt quá. X bằng trừ 2, cái này thì em thay vô thôi, thay vô này. Lâu lâu tôi hướng dẫn máy tính cho xài nè. Alpha x alpha y bình cộng cho 2 alpha x alpha y cộng cho alpha x. Đó, nhập cái biểu thức cần tính rồi ấn nút can. Can này có nghĩa là calculation các em nhé. Rồi nó kêu nhập ít đi, mình nhập âm 1. Cũng bằng tiếp, nó hỏi y bằng bao nhiêu, mình nhập 14. Kết quả ra âm 225. Vậy nghe. Rút gọn đa thức này, khai triển ra. Các em sẽ có kết quả là âm 9. Cái này thì người ta cho rồi, 343. Ở dưới này giá trị lớn nhất, ở nít trước thầy có giải ha. Giá trị lớn nhất là bằng âm 130. Cái bình phương này lớn hơn bằng 0, gắn dấu trừ thì nhỏ hơn bằng 0. Rồi cộng cho âm 130 nữa thì âm 130 chính là giá trị lớn nhất. Còn cái này thì bằng 99 cộng 98.
À, 197 cơ. Rồi, xong. Số nhỏ nhất là âm 225. Đây, nó đây. Tiếp theo là âm 130. Đây. Tiếp theo là âm 9. Âm 2. Rồi hết số âm tới số dương 0,75 nhỏ nhất. Tới 5. Tới 42. Tới 197. Tới 343 và tới 7000. Rồi. Ta tốn 5 phút cho bài này. Khó vượt mình cùng. Cái này thì ở cái nick số 2 thầy giải tất cả rồi các em nhé. Thầy giải tất cả luôn rồi đó. Em qua cái nick số 2 các em coi. Giờ chắc mình đi nhanh lên. A bằng 60 độ thì C cũng bằng 60. Góc đối của hình bình hành phải bằng nhau. Cái này 3,5. Ồ, đọc đề không kỹ. Người ta hỏi cái gì ạ? Nhìn cái đề loáng thoáng. Nhiều cái đề giống nhau mà cái cuối cùng nó hỏi lại khác nhau, các em cẩn thận nha. Rồi cái này như bằng 0. Cái này hình như là âm 19 1/4, nếu thầy nhớ không lầm. Rồi cái này bằng 6, ở nít 1 thì có giải. Rồi đi thẳng xuống kho báu luôn. Rồi cái này các em nhìn tổng thể. À, phá ra thôi. Phá ra thôi. Phá ra giải ha. Hoặc giải máy tính được. Nhưng mà hạn chế nè. X trừ 7 bình trừ mở ngoặc 8 lần X cộng 3 đóng ngoặc mở ngoặc 7 trừ X đóng ngoặc cộng alpha X mở ngoặc alpha X trừ 3. Ấn nút can nhập X bằng 17. 1728 này. Đây nó đây. Có con nào khó hơn không? Cái này như bằng 8, ở nick 2 thì có giải rồi nha. Em trở lại nick 2 coi thầy giải rất kỹ. À, ở này ở nick 2 thì cũng giải rồi, dùng đối xứng trục thôi, nó sẽ ra 100. Rồi giờ ta có thể lấy kho báu được rồi đó. Nhưng mà ta cứ đi vòng vòng lỡ đâu gặp câu lạ khó làm sao. Cái này thầy không nhớ bao nhiêu nữa. Nhưng mà ở nick trước có giải rồi. Một hay sao? Hình như là một. Hình như đó nha. Ở nick trước có giải kỹ càng. Đúng là một luôn. Chỉ nhớ không tồi. Cái này ra các em tự coi lại nick trước ha. Rồi cái này x bằng 3. Ở nít 1 có. Hình thanh cân góc D 75 thì góc C 75. Như vậy góc B sẽ là trong cùng phía. Lấy 180 độ trừ 75 là ra 105. Mấy câu đầu tiên chắc dễ thôi. Cái này là bậc 0. Cái này tận cùng là bằng 4 hay sao? Rồi x sẽ bằng 5, ở nít 2 thì giải rồi ha. Như vậy không gặp bài nào khó hết kìa. Kho báu giải hết rồi, không đụng bài nào khó nữa. Rồi vượt chướng ngại vật, hy vọng là mình gặp câu khó chịu. Phân tích cái này thành nhân tử thì bằng 1/2 cộng 3x nhân 1/2 trừ 3x. Đây nha. Cầu cho gặp câu khó đi. Câu này như khó nè. Câu này không biết thầy giải chưa, thầy cũng không nhớ nữa. Rồi vẽ hình đi. Rồi vẽ hình. Rồi cho hình thang ABCD. Góc A góc B bằng 90 độ. Như vậy đây là hình thang vuông rồi.
rồi AB là gấp đôi AD. Như vậy cái hình nó kiểu này nè các em. A nè, B nè, C nè, D nè. Hình căn vuông ha. AB là bằng nửa AD thôi. Vậy AD là 2 phần, còn AB là 1 phần, BC cũng là 1 phần. Phản xạ luôn. Nếu em nối C vuông góc lên thì cái điểm này thì gọi điểm E đi. Nếu kẻ vuông góc lên như vậy các em sẽ có A, B, C, E là hình chữ nhật, hình vuông luôn đó các em, tại vì hai cạnh này bằng nhau mà. Rồi AD là gấp đôi BC. Như vậy là BC nó bằng AE và bằng ED luôn. Như vậy E là trung điểm của AD rồi. ED bằng AE bằng luôn EC ha. Vậy tam giác EDC là tam giác vuông cân. Như vậy góc ACD tam giác EDC là tam giác vuông cân. Như vậy cái góc này 45 cái. Rồi góc ACE cũng 45, bởi vì AECB là hình vuông mà. 45 cộng 45 thì nó sẽ bằng 90 ha. ACD bằng 90 độ. Cũng khó lắm. Hiệu lập phương hai số lẻ liên tiếp. Số lẻ liên tiếp là x cộng 1 và x. Thì x cộng 1 lập phương lên là x cộng 1 mũ 3 đó. Trừ cho x mũ 3 thì đề cho là bằng 1538. Rồi em giải chương trình giải cái bài toán tìm x này thôi. Dùng hàng đẳng thức số số 3 thôi. À xin lỗi, số 7. Hiệu hay lập phương thì bằng hiệu nhân bình phương thiếu tổng ha. Đó, như vậy nó sẽ có là gì? X cộng 1 trừ x. Rồi nhân cho x cộng 1 bình phương cộng cho a nhân b, tức là x nhân x cộng 1. Rồi cộng cho x bình phương và bằng 1538. 1538. Cái hiệu này thật ra là bằng 1 này. 1 thì các em bỏ luôn đi. Thì tới đây các em khai triển cái này ra thôi là các em làm được này. Ha. X cộng 1 bình thì bằng x bình cộng 2x. Rồi ở giữa là x nhân x là x bình cộng x cộng cho x bình bằng 1538. Như vậy ta sẽ có tiếp là x bình cộng x bình cộng x bình là 3 lần x bình. Rồi 2x cộng x nữa là thành 3x. Rồi cộng 1 trừ cho 1538. Ui cha bạn khó rồi các em ơi. Như vậy là ta sẽ có là 3x bình cộng 3x và trừ cho 1538 và trừ 1537 bằng 0. Các em rút 3 làm nhân tử chung ở trong vòng x bình cộng x trừ cho 1537 thứ 3. Không đẹp ta. Hiệu lập phương hai số lẻ liên tiếp. Rồi thầy sai ngay từ đầu, xin lỗi các em. Hai số lẻ mà thầy lại lấy hai số tự nhiên liên tiếp, thất bại rồi, xin lỗi các em. Số lẻ thì nó sẽ có dạng là 2x cộng 1. Vậy số lẻ tiếp theo sẽ là 2x cộng cho 3. Và số lẻ trước đó sẽ là gì? 2x trừ 1. Nói chung là 3 số lẻ. Các số lẻ thì nó cách nhau hai đơn vị và nó là chia 2 dư 1. Bây giờ thầy chọn hai số lẻ là 2x cộng 1 và 2x trừ 1 đi. Thì dĩ nhiên số lẻ 2x cộng 1 là lớn hơn rồi. Rồi bây giờ thầy lấy 2x cộng 1 mũ 3 lên.
thì trừ cho 2x trừ 1 mũ 3. Đó là hiệu hai số lẻ liên tiếp đó bằng 538. Rồi bây giờ mình đi giải cái bài này cũng y như nãy các em nhé. Như vậy chỗ này sẽ là a trừ b, tức là 2x cộng 1 trừ cho 2x trừ 1, nhớ để trong ngoặc. Rồi bên này sẽ là 2x cộng 1, còn cái đuôi sẽ là 2x trừ 1. Giải đúng toán tự luận thì nó hơi lâu, chúng ta bấm máy tính thì xong lâu rồi kia, nhưng mà bấm máy tính miết là nó thu chột cái khả năng tính toán của mình, khả năng suy luận của mình luôn đó, cho nên thầy đã cố giải. Rồi 2x trừ 2x là hết, 1 trừ cho trừ 1 là sẽ thành 2 đó kia. Rồi trong mặt em phá tung ra, phá tung ra ha, 4x bình cộng 4x cộng 1 thì cộng cho ở giữa là hàng đẳng thức nè, 4x bình trừ 1 ha. Còn cái đuôi thì y chang cái đầu luôn, nhưng mà sửa dấu cộng trước 4x thành dấu trừ thôi. Nó hàng đẳng thức hiệu bình phương hiệu 1538 ha. Rồi tới đây các em lấy 1538 chia đôi. Ở trong mặt này là 4x bình cộng 4x bình cộng 4x bình là 12x bình. Rồi 4x trừ 4x là hết, 1 cộng 1 trừ 1 lại thành 1. Còn 1538 mà chia đôi á, 1538 chia 2 thì bằng 769 nha, 769 ha. Từ đây các em suy ra x bình nè, x bình sẽ bằng 769 trừ 1 chia 12, 769 trừ 1 là bằng 768 chia 12 là bằng 64. Từ đây suy ra x sẽ bằng cộng hoặc trừ 8, cộng hoặc trừ 8. Giờ x mà bằng 8 á, x mà bằng 8 á, x bằng 8 thì hai cái số này sẽ là gì? Hai cái số ban đầu thay vô thôi, 2 nhân 8 trừ 1 là 28, 16 trừ 1 là 15, với lại 28, 16 cộng 1 là 17, thấy không? Còn nếu x bằng 28 thì mình cũng ra hai số lẻ, nhưng mà nó ra hai số âm, hai số âm. Nhưng mà thôi, ở đây người ta ngầm hiểu chắc là số tự nhiên đó, thấy người ta nói số lẻ tức là số tự nhiên đó. Như vậy ta lấy 15 và 17 các em nhé. Cách thử lại một lần nữa, 17 mũ 3 trừ 15 mũ 3 thì đúng bằng 1538 luôn. Như vậy số nhỏ là 15 đây. Câu này cũng xứng đáng ha. Hơi khó, gặp những câu khó vậy mới thích. Rồi, cho hình thang ABCD có góc B bằng 85. ABCD góc B bằng 85, AB song song CD. Vậy góc C sẽ bằng 180 trừ 85 là bằng 95. Góc C bằng 95 thì góc ngoài là kề bù với nó là lấy 180 trừ 95 là bằng 85 luôn ấy. 85 luôn. Hay nói cách khác là nó sẽ so lại trong với góc B. Ồ, bài khó này, chắc bài khó này. Vẽ hình đi. Thầy hướng dẫn bài này, vậy ta làm cái nick 3 này không phí thế nào hết ha.
Rồi. Tam giác ABC. A B C. Giờ em kẻ đường cao BD. Đại khái thôi. CE. Hai đường cao cắt nhau tại H. H là trục tâm đó, giao điểm hai đường cao là trục tâm đó. BD CE cắt nhau tại H. Rồi bây giờ các em vẽ điểm K đối xứng với H qua BC. BC là cái gương, H là thằng soi gương. Vậy K là bóng của H ở trong gương. Đây tôi lấy đây là điểm K nè. Rồi. BC là trung trực của HK đó các em. BC là cái gương, H soi gương, K là bóng của H trong gương ha. Rồi thầy nối BKC lại, đó là cái góc mình cần tính. Bây giờ các em sẽ phát hiện một điều như thế này nè. BKC BKC sẽ bằng BHC. Các em biết vì sao không? Vì soi gương thôi. Góc BHC và góc BKC đối xứng với nhau qua trục BC, cho nên hai góc này sẽ bằng nhau. Cái thằng soi gương thì bóng của nó cũng sẽ bằng nó thôi. Hiểu chỗ đó chưa? Rồi BHC thì lại bằng DHE. Lý do đối đỉnh. Do đối đỉnh nữa. Rồi như vậy thay vì tính góc BKC các em tính góc BHC, mà thay vì tính BHC các em tính EHD, đúng chưa? Giờ nhìn cái tứ giác AEHD thì các em sẽ thấy tứ giác đó nó có hai góc vuông, góc D vuông theo giả thiết đường cao và góc E cũng vuông theo giả thiết đường cao ha. Vậy là vuông vuông cộng lại là 90 rồi đó. 90 cộng 90 là 180 rồi. Thì còn lại góc A cộng cái góc hai gạch này sẽ bằng 180. Mà góc A thì đề cho bao nhiêu? A đề cho 65. Góc A đề cho 65 rồi các em. Thì các em lấy 360 trừ cho 180 trừ 65 nữa là cái góc này nó còn lại là 110 15 thôi. 115. Thì cái góc đối đỉnh cũng sẽ là 115. Góc đối đỉnh đang soi gương thì bóng của nó trong gương cũng là 115. Vậy nhé, BKC bằng 115. Bài này cũng khá hay. Rồi như vậy chúng ta giải nít 3 nó không có phí chỗ nào cả ha. Rồi hẹn gặp lại các em ở những vòng thi tiếp theo và nhiều câu khó hơn nữa. Các em nhớ chia sẻ kênh này rộng rãi để lan tỏa kiến thức. Thầy sẽ làm nhiều clip hay hơn nữa.